Khai mạc phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật sáng ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tránh việc bất cứ việc gì cấp dưới cũng lên xin cấp trên mà phải căn cứ vào quy định, không thể bất cứ vấn đề gì dù nhỏ cũng phải trình lên cấp trung ương quyết. Phiên họp xem xét cho ý kiến đối với 4 nội dung: dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, dự án luật dữ liệu, đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề nghị xây dựng luật luật sư sửa đổi. Theo Thủ tướng, tại Hội nghị Trung ương 10, Trung ương đã thảo luận yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa, đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận cán bộ còn đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai chính là do thể chế. Do đó, để tháo gỡ về thể chế, để cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, không sợ sai, Trung ương cũng nhất trí tăng cường con người, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ những người tham gia làm thể chế. Thủ tướng nêu rõ tinh thần trong Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tránh việc bất cứ việc gì cấp dưới cũng phải lên xin cấp trên mà phải căn cứ vào quy định, không thể bất cứ vấn đề gì dù nhỏ cũng phải trình lên cấp trung ương giải quyết. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thủ trưởng các cơ quan phải quán triệt tinh thần này để tháo gỡ cho các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phân cấp phân quyền mạnh hơn, đi đôi với phân bổ nguồn lực, đồng thời nâng cao trách nhiệm, năng lực thực thi cấp dưới. Thủ tướng cho biết trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tinh thần là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ chỉ ban hành cơ chế, định hướng, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra. Các bộ trưởng, các trưởng ngành chỉ làm vấn đề chiến lược, quy hoạch, định hướng chương trình, đường lối phát triển quan trọng cho đất nước, không nên sa vào những vấn đề cụ thể, dễ tạo môi trường xin cho, tránh nảy sinh tiêu cực. Bày tỏ không hài lòng về một số nghị định đã giao một số bộ ngành phải hoàn thành sớm mà đến nay chưa xong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải nêu cao tinh thần vì nước, vì dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, ưu tiên nguồn lực con người, cơ sở vật chất, tài chính cho công tác xây dựng pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nếu ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên. Các bộ ngành khi trả lời phải cụ thể và không chung chung.